Xin chào tất cả các anh em nha, video mình giới thiệu các anh em tham gia trên group nhận 10 token có hiệu là VBSC. Các bạn để tham gia em này biết được link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký cái tài khoản nha các bạn. Support boy thì các bạn bỏ nha, up link thì các bạn bỏ luôn các bạn. Not thì các bạn chọn, nam thì các bạn chọn like not, nữ thì các bạn chọn like not nha các bạn. Còn con chi thì các bạn chọn nhập quốc gia Việt Nam nha các bạn. Username thì các bạn tên của bạn để các bạn đăng nhập nha các bạn. Các bạn ghi các bạn nhớ nha các bạn. Rồi tiếp tục thì password các bạn xác nhận password nha các bạn. Còn bạn điền địa chỉ email của mình, feed name là các bạn ghi họ và tên của mình nha các bạn. Số điện thoại thì bạn có ghi số điện thoại mình cộng không đầu, các bạn bấm vào register các bạn. Sau khi bạn bấm vào register xong thì bạn bấm vào login nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc login vào thôi nha các bạn. Rồi, ông tôi phải là người máy nè. Rồi các bạn tích chịu tích chịu sơ ghi member, các bạn bấm login nha các bạn. Ok, vậy là bạn đã có một cái ví VBSC Wallet mình hướng dẫn các bạn KYC luôn các bạn. Để rồi các bạn click cho mình link mô tả thứ hai, bạn chatbot đi mình hướng dẫn bạn KYC sao các bạn. Rồi sau khi bạn ra giao diện bấm nút start nè bạn, các bạn lướt captcha này nha các bạn. Lướt captcha xong thì các bạn bấm vào continue. Continue thì các bạn follow và các bạn copy các tag này từ DeFi, Foodchain, Airdrop nè các bạn. Rồi các bạn follow và các bạn tweet và retweet nha các bạn. Rồi các bạn follow minimum nha các bạn. Rồi các bạn join kênh group bên trailer các bạn. Rồi submit detail, rồi các bạn bấm join nha các bạn. Nó có join không, bạn bấm join. Rồi nó kêu các bạn khai báo là một cái link ghép là trên ví VBSC thì các bạn mở cái VBSC ra các bạn bấm vào nè các bạn. Giờ qua cạnh cùng nè. Các bạn bấm vào setting nha các bạn. Các bạn bấm vào user và profile nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào dot 3 nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống. Rồi các bạn copy cái link ghép này nè các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi làm cái link retweet nha các bạn. Cái link bạn chia sẻ này các bạn là tweet retweet là bạn gửi chia sẻ các bạn. Rồi các bạn gửi lên đường link profile minimum của mình. Các bạn vô đây follow minimum, các bạn gửi lên đường link profile minimum các bạn. Rồi các bạn bấm vào account nè các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 10 token VBSC nè các bạn. Các bạn bấm vào get link, rồi các bạn lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha tất cả các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những mình chưa có hướng dẫn các bạn KYC các bạn ơi. Rồi các bạn trở qua một con bot đi. Để trở vào link form này nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch cùng lên nè. Các bạn vào setting nha các bạn. Đâu ta? Các bạn nhấp vào ba chữ gạch cùng lên nè. Các bạn vào setting nha các bạn. Bấm bấm vào update profile nè các bạn. Rồi các bạn dòng nào thì fit name đó em thì bạn sửa lên nha các bạn. Mình tên Quỳnh Nhân Anh. Các bạn sửa đi KYC cho nó dễ giúp các bạn. ID Bitboy thì các bạn chọn 8 số chứng minh nhân dân mình các bạn, 352038873 nè các bạn. Con member thì để thi mà, con chi thì các bạn trường Việt Nam. Rồi các bạn update lên một cái bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước của mình các bạn. Hoặc là Bitboy. Các bạn bấm vào canal. Nếu mà các bạn cai xe với mình không được thì các bạn chọn cai xe bằng lái xe nha các bạn. Rồi bạn gỡ nè các bạn. Sau này tôi cần nó xếp phong phố về đây nè các bạn. Dù cai xe xếp gai trời. Hay là cái dấu màu xanh là nó là các bạn đăng ký thành công và cai xe và chờ admin việc nha các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.